Thưa quý vị và các bạn, rừng đặc dụng Phong Quang có diện tích là trên 8.300 ha, nằm trên địa bàn 4 xã gồm Thuận Hòa, Minh Tân, Thanh Thủy, Phong Quang huyện Vị Xuyên và một phần tổ 9 phường Quang Trung thành phố Hà Giang. Được lực lượng chức năng tích cực tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý mạnh tay, việc khai thác gỗ ở rừng đặc dụng Phong Quang đã tạm lắng xuống một thời gian. Nhưng từ đầu năm đến nay, tình trạng khai thác gỗ trái phép tại đây lại nóng trở lại, khiến cho việc bảo vệ rừng trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Phản ánh của phóng viên chuyên đề, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ quan thông tin đại chúng đã thông tin rất nhiều vụ việc bắt giữ các đối tượng khai thác, vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép. Nhiều đoàn công tác, nhiều tổ liên ngành với lực lượng chủ chốt là kiểm lâm và biên phòng đã tổ chức chốt chặn tại các điểm nóng để bảo vệ rừng đặc dụng Phong Quang. Thế nhưng, tình trạng khai thác gỗ nghiến vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nhóm phóng viên chuyên đề có mặt cùng đoàn công tác liên ngành gồm Ban Nội chính tỉnh ủy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang đi kiểm tra tình trạng khai thác gỗ trái phép tại rừng đặc dụng Phong Quang, huyện Vị Xuyên. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ leo dốc, xuyên rừng, chúng tôi đến vùng lõi của rừng đặc dụng Phong Quang. Tại đây, những cây gỗ nghiến vừa mới bị lâm tặc cắt, xẻ, khiến mỗi người trong đoàn đều thấy xót xa, tiếc nuối khi nguồn tài nguyên của rừng đang dần bị lâm tặc tàn phá. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang đứng trong vùng lõi của rừng đặc dụng Phong Quang. Và đây là cây gỗ nghiến có đường kính từ 1m4 bị các đối tượng lâm tặc đang cắt thành từng mảng để làm thành những miếng gỗ dạng thớt xuất sang kia biên giới Trung Quốc. Công tác bảo vệ rừng đặc dụng Phong Quang đang đặt lên vai những người kiểm lâm hết sức nặng nề. Tuy vậy thì rừng Phong Quang hiện nay thì vẫn đang bị các đối tượng lâm tặc lén lút khai thác tận thu dần dần những cái cây gỗ nghiến có tuổi đời gần hàng trăm năm tuổi như thế này. Các nhóm lâm tặc thường rất liều lĩnh, bất chấp pháp luật vào hoạt động có hệ thống. Khi tiến hành chặt phá rừng, chúng cắt cử người canh gác cẩn thận, theo dõi chặt chẽ mọi hành động của những người bảo vệ rừng, lợi dụng sơ hở của các lực lượng để khai thác gỗ. Tình trạng khai thác gỗ nghiến ở rừng đặc dụng Phong Quang đã có thời gian lắng xuống khi lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các vụ vi phạm trong khoảng từ cuối năm 2012 đến cuối năm 2013. Tuy vậy, từ đầu năm 2015, tình trạng khai thác trái phép cây gỗ nghiến lại diễn ra phức tạp. Nhiều đối tượng đã thâm nhập vào tận vùng lõi của rừng đặc dụng. Chúng chuẩn bị cưa xăng, dụng cụ hỗ trợ để sẵn trong những hốc đá, lợi dụng sơ hở của lực lượng kiểm lâm là tiến hành khai thác bất kể ngày hay đêm. Mặc dù cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương nhưng mà do là các đối tượng cũng thường xuyên là lên rừng là vẫn có người canh gác chúng tôi. Đấy, đâm ra để bắt được những cái đối tượng này là rất khó. Lắm hôm chúng tôi nửa đêm cũng phải lên rừng. Đấy, rồi mật phục bí mật. Nhưng mà do là đối tượng nó cũng thường xuyên là thường thường là ban ngày thì có thể là nếu mà chúng tôi đi thì là động thì chúng các đối tượng lâm tặc thì là nghỉ. Ban đêm là tiếp tục là thắp đèn để cắt và xẻ và chủ yếu là cắt dạng thớt, gỗ nghiến là dạng thớt để vận chuyển đi. Đâm ra là rất khó cho chúng tôi trong quá trình là thực thi nhiệm vụ. Các lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để bảo vệ rừng nhưng số vụ việc vi phạm lâm luật ngày càng gia tăng và có chiều hướng ngày càng công khai liều lĩnh. Các đối tượng đã trở nên manh động, coi thường pháp luật và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng nếu bị phát hiện. Các vụ vi phạm chủ yếu tập trung vào việc khai thác vận chuyển, buôn bán gỗ nghiến dạng thớt. Mặc dù biết là sai, là vi phạm pháp luật, nhưng họ vẫn khai thác gỗ nghiến trái phép. Tôi biết tôi mang cái xăng vào trong rừng đặc dụng Phong Quang là sai. Vì sao? Vì mang khai thác gỗ. Thì người dân người ta sẽ sử dụng một số những cái máy cưa, tức là máy cưa dạng của Trung Quốc. Người ta còn lắp cả những cái loại ống xả để giảm âm thanh, cho nên là làm rất khó khăn cho cái công tác tuần tra và để tiếp cận bắt giữ. Do điều kiện khó khăn như vậy thì anh em kiểm lâm cũng đã phải bố trí mật phục cũng như là lấy thông tin của người dân. Gần đây nhất vào ngày 7 tháng 7 vừa rồi, đội kiểm lâm cơ động cũng đã bắt được một đối tượng đang mang máy vào rừng. Thì tuy nhiên thì cũng chưa thể tiếp cận được người ta đang khai thác trực tiếp. Nhưng qua quá trình đang làm công tác điều tra thì cũng chỉ phát hiện được là họ mang vào để
khai thác gỗ, nhưng mà cũng rất là khó khăn trong công tác tiếp cận, người ta đang thực hiện hành vi xẻ trực tiếp. Lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp, từ tuyên truyền, giáo dục đến kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm và tổ chức nhiều tổ công tác liên ngành tuần tra chốt chặn để bảo vệ rừng. Thế nhưng, các vụ việc buôn bán, vận chuyển gỗ trái phép vẫn gia tăng và ngày càng trở nên tinh vi hơn, khiến cho lực lượng bảo vệ rừng hết sức vất vả. Gỗ nghiến vẫn bị khai thác, người dân địa phương bất bình, các lực lượng chức năng căng mình với nhiều giải pháp chống nạn lâm tặc để bảo vệ rừng. Từ một số người dân bị tác động bởi lợi ích trước mắt đã tham gia phá rừng hoặc tiếp tay cho lâm tặc, thì rừng đặc dụng vẫn từng giờ đứng trước nguy cơ bị tàn phá, nhiều loại lâm sản quý vẫn có nguy cơ bị xóa sổ. Một bộ phận khác, dù không tham gia phá rừng, nhưng do tâm lý lo sợ, ngại phiền hà va chạm, thiếu lòng tin, nên chọn cách im lặng làm ngơ, không hợp tác với lực lượng bảo vệ rừng. Ngày xưa thì có gỗ nhiều, đấy, bây giờ cũng chả có cây rồi, thì mình vào rừng xem cũng hỏng hết, không có mấy cái gì nữa. Lâm tặc phá hỏng hết rồi, mình cũng nhìn đồi trọc không thôi, không có cây xanh nào rồi. Mong nhà nước ưu tiên còn làm căng nữa mới được. Trước vấn nạn khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ nghiến đang diễn ra phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng cùng vào cuộc để bảo vệ rừng. Các tổ liên ngành chốt tại các điểm nóng của rừng đặc dụng Phong Quang lại được triển khai để tuần tra, xử lý đối tượng vi phạm. Mặt khác, công tác tuyên truyền giáo dục cũng được các cấp, các ngành tăng cường nhằm vận động người dân không tiếp tay cho lâm tặc, thông tin kịp thời với lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi phá rừng. Cũng phải nói rằng, thời gian qua, khi tình trạng phá rừng tạm thời lắng xuống, thì chính quyền xã Phong Quang đã có phần lơ là, không duy trì thường xuyên các tổ liên ngành, tổ tự quản bảo vệ rừng, tạo cơ hội cho các nhóm lâm tặc quay lại hoạt động. Chỉ tính từ đầu năm 2015 đến nay, tại khu rừng đặc dụng Phong Quang đã xảy ra 15 vụ khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép bị phát hiện. Các lực lượng chức năng đã tịch thu 3.968 mét khối gỗ nghiến, thu 6 xe máy, 1 cưa xăng, phạt tiền nộp ngân sách 31 triệu đồng, khởi tố một vụ án hình sự với một bị can về hành vi khai thác lâm sản trái pháp luật. Bí thư Đảng ủy xã Phong Quang cũng đã thừa nhận những thiếu sót của địa phương trong công tác bảo vệ rừng. Anh em ở xã cũng còn giải quyết các cái công việc của địa phương, thế này cũng cái công tác tuần tra kiểm soát thì cũng thật sự là chúng chưa thật sự là thường xuyên và liên tục, thì cũng có những cái các cái vấn đề mà phát hiện là chỗ các cái khu rừng là thường ngày thì có lẽ là cũng chưa thực hiện. Ngay sau khi được kiểm tra rừng đặc dụng Phong Quang của tổ công tác đặc biệt gồm Ban Nội chính tỉnh ủy, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang được tổ chức đã phát hiện sai phạm nằm ngay trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Một cán bộ trạm trưởng trạm kiểm lâm Lùng Giàng B đã vi phạm các quy định bảo vệ rừng là mua bán lâm sản trái phép. Việc xử lý cán bộ này đang được các cơ quan thực thi pháp luật thực hiện theo quy trình đảm bảo tính nghiêm minh của luật pháp và có tác dụng răn đe đối với xã hội. Có thể nói, vị trí chiến lược và giá trị sinh thái của rừng đặc dụng Phong Quang có ý nghĩa rất quan trọng. Vì thế, nhiệm vụ bảo vệ rừng được đặt ra hết sức nghiêm ngặt. Trước mắt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cần lựa chọn những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, năng lực và có ý thức trách nhiệm cao bổ sung vào hạt kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang. Tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuần tra giám sát, đồng thời tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ rừng cho những người dân sống trong vùng lõi và các khu vực xung quanh. Ban Nội chính tỉnh ủy tăng cường hơn nữa cơ chế giám sát, cập nhật thông tin kịp thời để tham mưu cho tỉnh chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đề ra các giải pháp bảo vệ rừng sát với thực tế và kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm lâm luật. Hiện nay là chúng tôi đang xây dựng một cái kế hoạch sẽ Chi cục Kiểm lâm trực lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cùng với lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Phong Quang, hạt kiểm lâm huyện Vị Xuyên sẽ đến trực tiếp làm việc với Ủy ban nhân dân chính quyền hai xã, đó là xã Phong Quang và xã Minh Tân, là đây là xác định là hai cái điểm là thường xuyên hay xảy ra khai thác gỗ thớt để mang đi bán. Thì chúng tôi sẽ sau đó là chúng tôi sẽ tổ chức làm việc với chính quyền địa phương xem chỉ đạo phối kết hợp giữa các lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý rừng đặc dụng. Trong thời gian tới là sẽ tăng cường thời gian, tăng cường kiểm tra hơn và chúng tôi sẽ tổ chức xuống những thôn mà hay xảy ra khai thác rừng và chúng tôi sẽ tổ chức triển khai là phỏng vấn, đối thoại trực tiếp với người dân để tìm ra những cái tuyên truyền, chủ yếu là làm tuyên truyền, tố giác những cái người nào mà hay tham gia vào rừng. Giữ rừng cũng là dân, bảo vệ rừng, trồng rừng cũng là dân,
Do vậy, rất cần sự đồng thuận của người dân sở tại, đặc biệt là kiểm lâm rừng đặc dụng Phong Quang là hạt nhân nòng cốt quan trọng nhất, cần phải được lựa chọn cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, được nhân dân tin tưởng quý mến, tụ hợp được quần chúng để bảo vệ rừng. Có như vậy, những vạt rừng nguyên sinh của rừng đặc dụng Phong Quang mới có thể tồn tại cùng thời gian.